Chào mừng anh em đã quay trở lại với series Trở Thành Chuyên Gia cùng Tham Lắc Chấm VN. Và hôm nay hãy cùng Tham Lắc Chấm VN tìm hiểu về cái độ chống nước trên đồng hồ. Và theo mình nghĩ đây là một cái vấn đề nó khá là quan trọng và chúng ta cần phải hiểu thật đúng để tránh xảy ra những cái tình trạng tai nạn không đáng có cho chiếc đồng hồ của mình. Một chiếc đồng hồ có thể chống nước sẽ có cái thông số đơn giản, ví dụ như là mét này, hay là bar, hay là ATM, hoặc sẽ có những cái thông tin ở mặt đáy, ví dụ như là water resist hay là water resistant. Và tùy thuộc vào cái khả năng chịu nước của từng chiếc đồng hồ thì chúng ta có thể sử dụng những chiếc đồng hồ đó cho từng những cái loại mục đích khác nhau, ví dụ như là đi tắm này, đi bơi hay là đi lặn biển, thậm chí chỉ là đơn giản chỉ là đi mưa rửa tay thôi. Và có một cái sai lầm như này thì anh em thường hay nói là một chiếc đồng hồ có khả năng chịu nước 30m thì tương đương với đó nó sẽ có thể lặn được dưới mực nước sâu 30m. Nhưng mà thực ra nó không phải là như thế, mà đây chỉ là cái tiêu chuẩn mà hãng đưa ra để có thể đo được khả năng chịu nước của mỗi chiếc đồng hồ thôi. Vậy thì các nhà sản xuất người ta sẽ làm như nào? Tất nhiên là người ta sẽ test cái đồng hồ trong môi trường thí nghiệm là nước tĩnh và kèm theo đó là những cái áp suất tương đương với cả cái độ sâu trong thực tế. Còn đối với cả thực tế ở bên ngoài đời thì sao? Thì mình hãy cùng điểm lại một số những cái thông tin như sau nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có những cái chiếc đồng hồ mang cái số hiệu là chống nước 30m. Thì nếu như trên chiếc đồng hồ nào có cái ký hiệu như này thì nó sẽ chống nước rơi vào khoảng 33, tương đương với cả 30m, tương đương với cả 3 ATM. Thì cái mức chống nước này nó sẽ phù hợp cho những cái đồng hồ có thể đi mưa, rửa tay và không phải lo ngại gì cả. Tuy nhiên thì nếu như anh em gặp cái cơn mưa to hay là anh em nhúng xuống nước thì nó vẫn hẹo mà thôi. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có một cái loại chống nước là 50m, tương đương với cả đó là 53 hay là 5 ATM. Và cái loại này thì nó sẽ khá hơn một chút so với cả cái loại 30m thì nó có thể an toàn khi tắm ngoài hoa sen hoặc là khi bơi nông. Và một cái lưu ý nhỏ là chúng ta không được tắm trong bồn, không được đeo khi xông hơi vì nó có thể làm giãn răng của đồng hồ. Tiếp theo đó là những cái loại đồng hồ chống nước khoảng tầm từ 100m, tương đương với cả 13 hay là 10 ATM. Và có một cái đặc điểm lưu ý là những cái loại đồng hồ này nó sẽ có cái thiết kế là cái núm vặn cổ chai. Và từ những cái loại đồng hồ này cho đến về sau thì sẽ là đồng hồ có thiết kế núm vặn cổ chai hết. Và đây là một cái mức chống nước nó tương đối cao của đồng hồ. Và cái loại này có thể dùng được cả khi tắm, khi bơi và khi lặn. Tuy nhiên thì nó cũng không thể đem lại cho chúng ta một cái trải nghiệm tuyệt đối như kiểu khi chúng ta lặn ở biển sâu hay là khi chúng ta ở dưới tàu ngầm chẳng hạn, không thể nào mà đeo được. Đối với cả cái chiếc đồng hồ tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái chiếc đồng hồ có thể chịu nước khoảng tầm từ 200m, tương đương với cả 23 hay là 20 ATM. Và nếu như anh em đang sở hữu những cái chiếc đồng hồ có khả năng chịu nước như thế này thì theo mình nghĩ anh em cứ yên tâm mà sử dụng, bởi vì những cái chiếc đồng hồ có khả năng chịu nước sâu như vậy thì sẽ gần như triệt tiêu toàn bộ những cái lực tác động của mặt nước thông thường mà anh em thường gặp. Ở cái trình độ này thì đồng hồ sẽ phù hợp với cả các môn thể thao mạo hiểm với cả mặt nước và có thể lặn với cả bình khí. Tiếp theo đó có một cái lưu ý là ở cái mức độ chịu nước bắt đầu từ 200m đổ đi thì những cái thiết kế của phần kính hay là phần thân vỏ sẽ được thiết kế nó khá là dày để chống chịu được những cái tác động của nước bên ngoài. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có những chiếc đồng hồ mang mức độ chịu nước là 300m, tương đương với là 33 hay là 30 ATM. Và đây sẽ là cái mức độ chịu nước điển hình dành cho đồng hồ lặn. Và ở đây thì chúng ta sẽ nghĩ đến ngay đó là chiếc Omega Seamaster Diver 300m. Cái phần cấu tạo của những chiếc đồng hồ diver thì chúng ta sẽ có cái phần đáy được thiết kế là đáy vặn không hở máy này, có cái núm xả heli để cân bằng áp suất này, cái phần thân vỏ và phần kính được thiết kế nó khá là dày và cục mịch để giảm thiểu cái tác động của nước lên mặt số. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có những cái chiếc đồng hồ mang độ chịu nước là 500m, 1000m hay thậm chí hơn thế đó. Và thực tế thì những cái chiếc đồng hồ mang cái độ chịu nước lớn như thế thì nó sẽ có đầy đủ những cái tính năng cũng như cái cấu tạo của những chiếc đồng hồ diver 300m. Tuy nhiên là nó sẽ khuếch đại toàn bộ những cái cấu tạo đó lên. Hoặc ví dụ chúng ta sẽ có những chiếc đồng hồ mang 2 lớp vỏ, 3 lớp vỏ hay thậm chí là 2 phần mặt kính để đảm bảo cái mức độ chống nước cho đồng hồ nó cũng được cao hơn thôi. Nếu như anh em muốn hỏi mình là cái chiếc đồng hồ nào mang kỷ lục về cái độ chịu nước ấy, thì mình xin trả lời đó là chiếc Deep Sea P170 có cái mức độ chịu nước là 12.000m. 12.000m anh em nhé. Và theo mình nghĩ thì cái chiếc đồng hồ này nó sẽ chỉ là khoe cái tính năng cũng như cái cách hoàn thiện đồng hồ của cái hãng sản xuất ra thôi. Bởi vì cái chiếc đồng hồ này theo mình nghĩ nó thực sự xấu, trông không khác gì một cái cục kim loại anh em đeo trên tay cả. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một số những cái lưu ý quan trọng khi sử dụng đồng hồ dưới nước.
Và cái lưu ý đầu tiên ấy, đó là chúng ta phải đảm bảo và chắc chắn được rằng toàn bộ cái phần núm của đồng hồ đã được đóng chặt hoàn toàn trước khi tiếp xúc nước. Ở đây thì đa phần những cái ca bảo hành gặp nước mà mình nhận được là do cái vấn đề nước lọt vào từ cái đường núm. Ở đây thì một số những chiếc đồng hồ sẽ được trang bị thêm gioăng ở núm để tránh cái tình trạng bạn vô tình hở núm. Nhưng mà anh em cũng nên hạn chế tối đa những cái vấn đề này xảy ra. Thứ hai, đó là anh em tuyệt đối không sử dụng núm và núm bấm khi đồng hồ đang bị ướt hoặc đang tiếp xúc với cả nước. Thứ ba, đó là sau khi đi bơi ở biển thì anh em phải vệ sinh ngay lập tức để tránh nước biển ăn mòn đồng hồ. Và thứ tư, cũng là cái vấn đề cuối cùng mà mình cần lưu ý, đó là anh em tuyệt đối không sử dụng khi tắm hay là khi xông hơi hay là khi gặp những cái môi trường nóng chẳng hạn. Bởi vì khi đó thì đồng hồ sẽ bị giãn nở cái vấn đề gioăng cao su và sẽ bị làm ảnh hưởng tới vấn đề chịu nước sau này của đồng hồ. Và cuối cùng thì cảm ơn anh em đã theo dõi video clip của Timelock.vn. Nếu như anh em thấy hay, vui lòng để lại bình luận cũng như góp ý ở phía bên dưới video. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Timelock.vn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo.